Cho các bạn quay trở lại với buổi học về PHP cơ bản và MySQL. Thì để tiếp tục, chúng ta sẽ thực hiện là tạo mới, update và remove cái dữ liệu ở bảng category của chúng ta như buổi trước. Thì đầu tiên chúng ta sẽ vào cái file index như hôm trước chúng ta tạo ra. Thì ở đây mình có thêm một cột là cột setting. Cái cột này nó sẽ thêm cái những cái dữ liệu để đường dẫn đến cái trang chúng ta sẽ update, remove cho cái bản ghi phù hợp với nó. Như ở đây chúng ta có sinh ra được cái link là link update PHP 1, update PHP với ID bằng 1 này, bằng 2, bằng 3, các bạn có thể thấy ở phía dưới màn hình phía trái. Tiếp nữa là mình có một cái nút button là ở cái hyperlink là create new, thì là create đẩy sang trang là create.php. Nếu chúng ta click đây nó sẽ không có gì. Thì chúng ta muốn nó có gì thì chúng ta sẽ phải tạo ra một cái thư mục mới. Ở đây là create. Sau đó tạo file mới là file create.php xếp xuống. Rồi, ok. Ở trong cái file create này thì mình sẽ vẫn bắt đầu với p hỏi .php. Sau đó bây giờ mình sẽ hiển thị ra một cái view gồm một cái form để chúng ta insert cái dữ liệu vào trong cái cơ sở dữ liệu. Thì như mình muốn sử dụng luôn cái file này để insert data, có nghĩa là thực hiện cái nghiệp vụ là xếp dữ liệu từ cái form vừa rồi của chúng ta xuống cơ sở dữ liệu. Nhưng mà chúng ta làm cái đấy bằng cách là phân biệt cái request gửi lên nó bằng post hay get. Thì chúng ta có thể search như sau: php check request method. Thì chúng ta có cái request method, nó là server request method để lấy ra đây. Ở đây chúng ta có thể check echo là này. Đây, ok. Thì chúng ta sẽ check ở đây, ví dụ nó là dạng get đúng không? Là get chúng ta đã xử lý khác, mà dạng post chúng ta đã xử lý khác. Thì chúng ta sẽ sử dụng câu lệnh if server request method bằng get ở đây. Nếu mà get thì chúng ta comment vào đây. Nếu nếu là nếu request dạng get thì hiển thị form else hiện lấy dữ liệu và xếp xuống database. Ok, thì cái form ở đây chúng ta sẽ gồm như sau. Mình đã tạo sẵn một cái form bằng HTML ở đây rồi. Mình có thể lấy nó ra. Chúng ta có một cái form như sau. Mình sẽ giải thích cho các bạn ở phía dưới. Đầu tiên chúng ta có một cái form này, xong rồi sau đây chúng ta có một cái action. Action nếu chúng ta không để ra để cái gì thì nó sẽ tự động hiểu là nó sẽ gửi cái report request của chúng ta lên thẳng cái URL hiện tại, và method của chúng ta sẽ gửi method đi là dạng post. Tiếp theo mình sẽ có một cái table. Table trong đấy nó sẽ lấy ra, đầu tiên là label này. Label nó sẽ hiển thị cái chữ text ra ngoài thôi. Và có cái những cái input tương ứng, và các bạn chú ý cho mình cái name. Cái name này là chính là cái chúng ta sẽ lấy dữ liệu ra từ nó bằng cái name này. Thì ở đây chúng ta sẽ thử xem cái giao diện nó như nào. Đây F5. Dòng 5 bị lỗi. Đây. Đóng PHP vào. Bữa nay chúng ta sẽ mở PHP ra. Ok. Rồi, nó sẽ Request
Rồi, bây giờ chúng ta đã có cái form, các bạn để ý. Cái name của cái này là get name. Tiếp theo name của cái input dạng file thì nó là get image. Cái phần upload ảnh này mình sẽ hướng dẫn các bạn trong buổi sau. Tiếp theo là của mình có một cái text area, cái name của nó là description. Được chưa? Bên cạnh đấy nữa thì mình có thêm một cái button. Ở đây button type là submit này, để mình sẽ click vào nó thì mình submit cái form này lên. Tiếp theo là một cái button nữa là button về clear, tức là thằng này nó sẽ làm nhiệm vụ là reset những cái dữ liệu chúng ta nhập vào đây. Ok, thì sau khi submit thì bây giờ mình sẽ lấy thử cái dữ liệu của người ta submit ra lên, thì chúng ta vadam đô la gạch dưới post chúng ta đài đây. Ok, chúng ta thử xem sao. Submit lên. Ok, chúng ta lấy get name bằng dữ liệu này, get image không có gì, get description bằng dữ liệu chúng ta gửi lên. Ok, bây giờ mình sẽ xử lý nó. Mình có biến name sẽ bằng post là cái get name ở đây, duplicate nó lên, lấy một cái là get description, biến của mình là DSC. Rồi, sau đấy thì chúng ta sẽ tiến hành, không, trước đấy chúng ta sẽ tiến hành là require cái file DB của chúng ta. Nhưng mà DB, các bạn để ý, cái file hiện tại chúng ta đang xử lý nó là cái file nằm trong thư mục kết. Như vậy chúng ta phải bách ra ngoài một cái tầng thư mục và lấy đến file DB. Chúng ta sẽ làm như sau: chấm chấm sược db.php. Rồi, xong rồi sau đấy chúng ta sẽ tiến hành như sau: stmt sẽ bằng biến connect chấm prepare câu lệnh của chúng ta sẽ là insert into tên bảng category. Tiếp theo là các cái trường chúng ta cần insert. Ở đây mình sẽ insert trường name, trường description, còn limit thì buổi sau. Value của chúng ta ở đây nó sẽ có là 2.name và 2.description. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ gán cái dữ liệu cho cái chỗ name và cái chỗ description này bằng cách như sau: stmt by param, mình không nhớ lắm cái by param, để mình search lại. PHP MySQL PDO by param. Đây, nó là chữ by param này. By param gồm có cái 2.name, nó sẽ bằng cái biến name của chúng ta. Duplicate nó lên, lấy ra description, nó sẽ bằng biến DSC. Ok, giờ chúng ta chỉ việc là stmt cho đến execute xong. Sau đấy thì chúng ta sẽ lấy ra, đẩy cái này về trang index để chúng ta có thể check xem là chúng ta có insert thành công hay không. Thì chúng ta sẽ tiến hành search cái từ php header. Đây, chúng ta có cái header copy header này, chúng ta sẽ stmt và mình header bằng, chúng ta đang ở trong thư mục kết đúng không, chúng ta lùi lùi một thư mục và trạng thái index.php. Trước đấy chúng ta phải đóng cái connection này vào, con.close. Rồi, ok, bây giờ chúng ta thử check xem sao.
VS này, hiện TH, hiện TH description VSC. Ok, chúng ta save close, tạm thời thì comment này và chút nữa chúng ta sẽ check lại, save xuống. Ok, bởi vì chúng ta refresh hai lần mà nên nó sẽ đẩy như thế này, thì bây giờ chúng ta tạo lại một cái nữa. FPT Polytechnic. Description. Ok, đã thêm được dữ liệu vào trong cơ sở dữ liệu. Tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện câu lệnh là update luôn. Thì chúng ta có một cái file là update.php và cái ID này. Ok chưa? Thì chúng ta sẽ tiến hành như sau. Chúng ta tạo một file. Các bạn thấy ở đây chúng ta có là trỏ đến sược kết sược update.pt. Chúng ta sẽ lấy như sau. Chúng ta tạo thêm một file mới là file update.php, xếp xuống. Rồi ok, cũng mở đầu bằng hoặc .php. Chúng ta cũng tiến hành require cái file php này. Ok, chúng ta cũng sẽ tiến hành check cái request gửi lên nó là dạng gì. Nếu là dạng get thì chúng ta cũng đầu tiên là bước 1 lấy dữ liệu từ DB với ID của request. Ok, tiến hành là 2 sẽ hiển thị form với dữ liệu đã lấy được. Rồi ok, else cái này chúng ta sẽ xử lý sau. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là lấy cái get id sẽ bằng cái biến get đóng mở id ở trên url đã thử check và đăng cái get id nó đẩy đây. Ok, chúng ta F5 lại. Và bây giờ chúng ta update ra số 1. Bây giờ chúng ta sửa cái này thành số 2. Ok, chúng ta đã lấy được cái ID rồi. Tiếp theo, giống như file index, chúng ta đã select ra cái dữ liệu từ DB ra. Nhưng mà trước đấy, chúng ta phải validate xem cái ID của chúng ta nó có đúng là cái số hay không đã. Validate một cách đơn giản thôi. Thì chúng ta check là if cái biến get id này chúng ta là invalid biến get id nhỏ hơn bằng 0 thì chúng ta sẽ echo ra invalid get category ID. Chúng ta die luôn đây. Ok chưa? Tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành là lấy dữ liệu ra. Thì chúng ta có câu lệnh như sau. Biến là ftmt trỏ đến prepare. Câu lệnh của chúng ta sẽ là select name id name description unit form category where id bằng cái biến này get id của chúng ta. Ok, chúng ta sẽ thực hiện là ftmt cho đến execute. Rồi như hôm trước mình có nói với các bạn là chúng ta có fetch để lấy dữ liệu ra, thì fetch all để lấy toàn bộ và fetch để lấy ra một bản ghi đầu tiên. Thì bây giờ mình sẽ lấy ra cái bản ghi đấy bằng fetch bình thường. Category sẽ bằng
STMT cho đến fetch TCH. Ok, bây giờ chúng ta thử va đăm ra xem nó lấy ra được chưa. Bằng 2. Oh, STMT dòng 11. Dòng 11 chúng ta là ở đây. Đây chúng ta phải làm con. Thì tôi check lại cái này. Và đây STMT biến này nó sẽ bằng biến connection chúng ta repair. Ok. Rồi chúng ta đã lấy được dữ liệu ở đây. Đây tôi bằng 3 keyboard, bằng 4 mouse, bằng 5. Là fail bởi chúng ta check trong DB chúng ta không hề có thằng nào có ID bằng 5. Thế vậy chúng ta phải check tiếp. If biến category của chúng ta bằng fail tương đương với nó chấm than ở đây thì chúng ta tiếp tục echo là category not exist và chúng ta đặt okay. Thì như này category not exist. Rồi nếu mà pass qua cái này, bắt có cái này rồi thì chúng ta chỉ việc lấy ra cái copy ở bên này, lấy ra cái form Ctrl C, chúng ta lấy PHP này, lấy ra cái form ở đây chúng ta sửa này thì update category chúng ta hiển thị ra cái name của nó hiện tại thì php chúng ta sẽ echo ra cái category đây là name, thử xem có được không nhé. Đây là cái đẩy một đi smartphone. Rồi bây giờ tôi sẽ đẩy cái name của nó vẫn đúng cái vị trí name thì tôi sẽ thêm một trường vào đây attribute là value bằng cái name, lấy tiếp đây là trường image value ở đây của chúng ta sẽ là như sau. Ta bỏ này đi, text area nó hơi đặc biệt một chút. Rồi chúng ta thử xem nó có đẩy được dữ liệu không. Rồi ok, chúng ta đã có dữ liệu hiện tại của nó. Tuy nhiên tôi muốn lấy ra cái ID của nó nữa hay sao? Muốn lấy ra ID thì tôi cũng lấy ra một cái input dạng ở đây. Nằm miễn nằm trong form là được. Input đây là get ID, đây là trường ID của tôi hiển thị ra đây. Hiện tại nó sẽ ra cái số 1 như này và nó là một cái text. Bây giờ chúng ta không muốn nó hiển thị, chúng ta chuyển cái type của nó thành hidden. Ok, nó đã biến mất. Tuy nhiên ở dưới cái form này các bạn có thể thấy nó vẫn tồn tại cái hidden name, get ID và value 1. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy tất cả những dữ liệu đấy ở cái request dạng port thì ở đây tôi L ở đây rồi thì tôi sẽ va dump đô la cạnh dưới post die. Rồi tôi đẩy lên 123. Ok, smartphone 123 được chưa? Rồi ở đây thì tôi sẽ lại tiến hành giống như bên create này,
thì tôi lấy ra cái đầu tiên là tôi sẽ lấy ra cái name, cái description, nhưng mà tôi lấy thêm ra cái ID nữa, ID kết ở đây là kết ID. Ok, sau đó mình sẽ search cái câu lệnh update update MySQL update query để xem là cái gì. Update table set column. Ok, where chúng ta thực hiện ở đây update cái bảng của chúng ta là bảng category. Tiếp theo là set, set cái gì, set cái name bằng bằng với cái biến name của chúng ta, set cái description, xem lại, rồi set cái description sẽ bằng với cái description mới. Ok, cái value mà tôi thay bằng chữ where, where ở đây ID sẽ bằng với biến là biến ID rồi. Ok chưa? By param name chúng ta vẫn bằng name, description vẫn cứ bằng description, mà ở đây chúng ta có thêm một cái biến nữa là biến ID, ID sẽ bằng bằng giá trị của ID. Execute và đẩy lại cái này. Ok, bây giờ chúng ta có thể test. Đó, smartphone 1, 2. Smartphone new description. No. Chúng ta. Oh. Ở đây xin lỗi các bạn, mình viết nhầm. Hiểu. Chúng ta làm lại. New update. New description. Chúng ta xếp. Ok, bây giờ chúng ta đã có smartphone update, smartphone description bằng cái dữ liệu chúng ta mới đẩy lên. Ok chưa? Tiếp theo, mình đã hướng dẫn các bạn làm tiếp cái phần delete. Thì chúng ta ở đây ở cái index này chúng ta có một cái là get remove.php.id đúng không? Thì chúng ta ở đây chúng ta tạo thêm một file nữa là file remove .php. Ok rồi. PHP. Chúng ta cũng require cái file DB này. Rồi. Cái delete này thì rất đơn giản, nó chỉ có một cái method get lên đẩy lên thôi, thì chúng ta sẽ lấy ra cái ID. Chúng ta cũng copy từ bên này. Đẩy ra đây. Lấy từ phần này để chúng ta validate dữ liệu luôn. Rồi, get ID này, get bằng ID. Check cái get và get ID này có hợp lệ hay không. Xong chúng ta sẽ select ra cái dữ liệu đấy trong DB để xem nó, nếu nó không tồn tại thì chúng ta hiển thị ra là không tồn tại. Rồi, nếu mà bây giờ nó tồn tại thì chúng ta sẽ thực hiện một câu lệnh nữa. Copy này. Và chúng ta sẽ sử dụng là đây, SQL delete. Nếu delete from table where. Ok. Delete. Delete from category where ID bằng get ID execute. Và bây giờ chúng ta sẽ có một cái header về trong index. Xong, chúng ta xếp lại. Và bây giờ chúng ta có thể test lại một lần nữa. Bây giờ mình xóa thằng này đi, thằng 13. Ok, đã mất. Ok, tổng hợp lại ngày hôm nay thì buổi này thì chúng ta sẽ đầu tiên là chúng ta tạo ra những cái hyperlink, link đến những cái file phù hợp, là ví dụ như update này, remove và create. Những cái file update, remove thì chúng ta có những cái tham số truyền vào dạng get như là ID này, bằng cái ID hiện tại của element. Rồi tiếp theo là nếu mà create
create thì chúng ta check ở đây là nếu mà request của chúng ta dạng get thì chúng ta sẽ sinh ra một cái form. Trong cái form này có những cái element, tức những cái input hoặc những cái text area hoặc những là input file thì chúng ta có thể lưu dữ liệu, điền dữ liệu chúng ta vào. Sau đó chúng ta có cái method dạng post này để post dữ liệu lên đúng cái URL hiện tại. Và chúng ta sử dụng cái button dạng type submit để đẩy dữ liệu lên. Sau đó nếu cái request của chúng ta là dạng post, tức là ở đây tôi chỉ lấy nó khác dạng get thôi, thì chúng ta sẽ tiến hành là thực hiện cái prepare cái câu lệnh là insert into category các thứ bằng như này, và chúng ta truyền cái dữ liệu chúng ta vào trong cái para, chúng ta execute và đẩy nó về cái location là index.php thì chúng ta sẽ thực hiện được kết quả nó như thế nào. Xong xếp xuống, đẩy sang đây 1 2 3. Tiếp theo với cái màn hình update thì chúng ta làm tương tự, nhưng mà chúng ta truyền cái param id lên trên URL. Thì ở trong update, file update của chúng ta sẽ lấy, đầu tiên chúng ta phải lấy ra cái ID đó, sau đó validate nó, rồi chúng ta query trong cơ sở dữ liệu để lấy ra cái bản ghi thích hợp. Rồi chúng ta cũng đẩy ra một cái form, trong form này chứa sẵn những cái value chúng ta lấy ra được từ cơ sở dữ liệu để cho người dùng, tiện hơn cho người dùng ở trong những việc thay đổi. Sau đó chúng ta cũng submit lên, và trong cái request dạng post thì chúng ta cũng xử lý tương tự với cái request cái file create, khác nhau mỗi ở câu lệnh execute query thôi. Tương tự cuối cùng với cái remove thì chúng ta cái remove này đặc biệt nó chỉ có mỗi request dạng get thôi, nên là chúng ta chỉ việc là lấy ID, sau đó check trong DB xem có không, rồi cuối cùng là chúng ta thực hiện câu lệnh delete. Ok, buổi học hôm nay chúng ta chỉ đến đây thôi. Chúc các bạn học tốt.